Ui giòn lắm mà anh ơi. Ép giòn giòn nghe đồ phải không? Ồ thơm thế. Này đeo khẩu trang à? Đeo khẩu trang người mùi gì đâu. Ui ui ui. Nhẹ thôi nó lại bung. Ngon lắm à. Rồi, xin chào các bạn nhé. Hôm nay anh em mình quay lợn. Món lợn quay ông anh đang chuẩn bị bếp than đấy. Đây là đấy, con lợn của anh em ấy 30 cân các bạn ạ. Còn đây là gia vị để tí cho trong bụng nó. Có lá mốc mật này, quế hồi, thảo quả, hạt dổi mắc khén, gừng, xiềng, xay nhỏ các bạn nhé. Xả nữa, ớt, với cả cái tương tàu nữa các bạn nhé. Quan trọng nhất là mong mật. Đấy, quan trọng nhất là cái lá mong mật này. Đấy, hạt lá mong hạt khô của lá của cái cây mong mật này nữa các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình để máy quay kia hai anh em nhồi nó vào bụng rồi khâu cho vào cái giá này cho lên trên này quay các bạn nhé. Cái than đã. Cái than này. Cho gia vị các bạn nha. Kiên cắt này cậu. Đây, gia vị ngon. Cho gia vị nha. Này, cái mày có mùi gia vị nhỉ? Thơm lắm. Chị hôm qua làm mà hôm nay nữa. Một lọ không quay được. Bán cho cái thằng ở dưới nắm cô bố chạy nhé. Ngày đẹp. Ô tí. Thôi một tí không sao. Đâu kim rồi. Đây đâu cái thấp không? Ngon. Cho lên tầng đỉnh. Tầng cao nhé. Đấy các bạn. Quay đi, lắp motor vào. Lắp motor vào quay. Than hoa các bạn nhé. Than hoa, than củi. Tạo đi đâu này khói quá. Tạo cầm cái viên hồng. Cái này tí motor lắp đâu anh? Motor cho trong dưới á. Hay là cho quay luôn á, quay luôn làm gì để cho xe đó. Nóng nhỉ. Nóng lắm. Dự 3 tiếng nữa được các bạn nhé. Ra cắt dự 3 tiếng nữa mới được. Bên cái tham bên này gạt vào này, cái đầu. Đó, hai bên kia. Đấy. Quay sắp chín rồi. Bây giờ chọc với cả lau nước các bạn nhá. Để cho tránh. Tí có rẻ sạch lau mỡ nữa thì da nó mới giòn nè. Đấy, lau liên tục các bạn nhé. Cái này chả có gì đâu, có mỗi nước lã không thôi. Thanh liên xịt phố đấy. Mục đích chính là nó lẹp bô giảm nhiệt bên ngoài để nó chín bên trong, nó là chín om cho da nó không bị rộp. Đấy, chọc cái đầu mỡ ra. Ôi trời, vàng lắm rồi các bạn ơi. Giòn chưa? Giòn lắm. Vàng lắm rồi. Quay tay hơi to đấy. Đeo khẩu trang người đi đường không nhận ra là nó nóng.
Các bạn lau liên tục nhé. Mỡ nó già phải lau liên tục, da nó mới giòn được. Vàng lắm. Một lúc nữa thôi là ngon đấy các bạn. Đây chỗ này vàng lắm này. Ui, giòn lắm mà anh ơi. Em giòn nghe rồi. Ồ, thơm thế. Này đeo khẩu trang à? Đeo khẩu trang không ngửi mùi gì đâu. Ủa. Nhẹ thôi, nó lại bung. Ngon lắm rồi. Thơm chưa? Thơm rồi. Thơm mùi cái gì nhỉ? Mùi phồng tôm hay mùi gì? Bim bim. Mùi bim bim. Lật quá nhỉ? Lúc ấy mình bỏ cái dây thép ra muộn quá. Thơm ngon là được, chứ quan trọng là gì? Mùi lá mắc mặt thơm nhỉ? Xem miếng làm cốc bia lạnh thôi rồi. Cũng được. Giòn lắm rồi, cũng bình thường anh ạ. Đấy, các bạn nghe anh ạ. Đấy, nó phải giòn như thế. Đúng bài với thằng người tôm này. À, bỏng lắm. Đấy, lấy lướt ra đã. Nhìn đẹp phết nhỉ, mỗi tôi lướt thôi. Anh Nhân nhắc lên cho ông cu nó hứng nước. Đâu đâu. Nào nào. Nào nước này chấm ngon lắm đấy. Tung hứng hứng đằng tô cu ra cầm kia. Cầm cái cu cầm kia. Đóng lên rồi đấy rẻ. Nghe. Còn đây cái khăn của Tùng đâu để lau đâu ấy. Cái khăn để trên nóc tủ lạnh ấy. Nào 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 nghiêng nào. Nghiêng đi. Thôi phải ngồi. Đâu có cái ra không cứ. Đây đây. Nhấc hẳn cao lên xem nó chảy ra chỗ nào thì. Em chảy. Thằng cu hạ thấp quá. Anh Nhân rông dốc cao lên. Ôi rồi hai cậu cháu là có mỗi cái việc này không làm được á. Nó ngon là cái nước này chấm này. Ôi kìa, ôi kìa. Chúng đấy. Bát nhỏ, bát nhỏ. Ủa, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Cho vào cái cà. Cho vào băm đi. Cho vào cà chấm, cho vào cà chấm đi. Chấm trực tiếp với cà vào đây. Được. Thôi thì cái mâm này vào chị ạ. Bấm phải các bạn. Thạch bát. Vặt cái chân, vặt cái chân, vặt cái chân. Vặt cái chân. Vặt cái chân. Chân bên này. Vặt cái chân, lòng tay dưới, vặt cái chân dưới. Đây. Wow. Nóng luôn rồi. Nóng hổi. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ôi, ngon lắm. Mút tay phát mà nói ngon này. Mút tay về nhẹ. Nó lại không ra cái chỗ này. Thôi được rồi chị ạ. Thôi được rồi. Cái chân uống bia hợp lý lắm rồi đấy. Để cây một tí cái nước lên lại nhé. Vâng. Anh em thử mút tay em hơi ngon đấy. Mút từ tối rồi, à từ chiều rồi. Cô vui cậu trẻ. Anh Tháo không coi chưa? Cái chân này. Anh Tháo coi chưa? Cái đấy phải gài luôn vào nhé, không đến lúc lại mất gì. Rồi. Tìm đấy. Chưa ra được đâu vì đoạn giữa này nó còn một con ốc. Ai giòn quá anh kìa. Ấy, ốc rồi. Nóng này là chặt là hơi nát ấy. Từ từ, khả năng từ từ nữa. Cứ dần dần. Nước nhiều các em ạ. Chị cho dịch vào cái mâm này đi, nó cho chảy. Quạt bật như vậy. Được, cứ để từ mình. Ui. Giòn quá này. Cảm ơn cơm.
Cú cú xong không? Đây đây, mông rượu. Đấy, thôi nghiêng đằng bên kia đi để chị chặt từ nhất tới thứ nhất. Được hai thằng. U lật được không? Xoay, xoay, xoay mạnh vào. Cầm cái tay lái và phải xoay. Quá bổng. Hôm nay vợ con có về không? Kênh của mày có tên gì hả Tùng? Tùng Nguyễn này. Đặt cái tên này nó thôi. Tùng Nguyễn hot cả tham ấy nhỉ. Tùng là Tùng hot. Không là đổi lên Tùng Bảnh thôi. Chín không chị? Ôi giời, sợ chín quá. Nóng quá nhiều, đáng em phải để một lát rồi chặt thì nó đỡ vỡ. Cả. Giờ khách đứng đợi đông này rồi. Chỗ nào có cây tinh linh? Đâu? Thử thử cho miếng bay chỉ nào. Lên căn lên nó. Wow, tầm chồng lát nữa chip lên mãi chả thấy đâu. Cái tinh ở chỗ nào vậy? Đó. Phát biểu. Phải nói là mồm vẫn đang nóng. Cho mâm ngoài. Làm sao? Nào. Quá là tuyệt vời. Chưa biết làm nào để em mổ được. Cái đinh ở đấy à? Em để chị mổ cái này nhá. Ở đây đấy. Em vạnh này chị ở đi. Vạnh vào. Giòn quá. Rồi. Nó đấy. Có liên quan gì đến cái đinh ở chỗ này? Không không. Nhấc cái bây giờ cu nhấc. Bây giờ cu nhấc cao lên này. Để để. Từng miếng ra một nhá. Nhớ một cái. Ai. Đấy, thôi cân hết cho lại cho em nhé. Anh lấy cái mông để em đặt. Năm nay em giả tiền con rồi bằng tiền con rồi đấy. Còn đọc chỗ này thôi. Cuối cùng quay mà không còn miếng nào để ăn rồi. Ôi chả cần nước chấm đâu. Không cái này nó ngon rồi. Nóng. Đây, xin mời các bạn nha. Ăn hết. Chỗ này phải hẹn lại ngày mai lại tiếp tục. Ngày mai để quay được đấy Tùng à. Mời các bạn. Ngon. Vẫn ngon nhỉ. Cuối cùng còn sót được đọc cái đùi các bạn. Rất ngon, thằng em đâu rồi? Quá tuyệt vời. Khen nhận đấy nhở? Khen nhận rồi. Anh em còn được cái xương. Ủa cái thằng chính tài bớt bán nói mà nó lại không ăn được cái bông.
Đấy, quay cả con lợn, còn cái này các bạn này. Con xin mời các bạn nhé. Người ta mua hết rồi. Mình còn may bớt lại được ít ăn. Ngon. Đây là ếch à? Ếch à? Mặn đấy con. Chấm với xì dầu à. Mấy cái nước trong bụng đó. Con ăn con tôm đi. Nó con tôm con ăn nhá. Ăn nào. Giờ con con. Con tôm bữa đâu. Con ăn bày chưa đầy 30 phút bán hết. Con đông nữa đâu. Giờ này dần ăn đồng thế. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Các bạn thấy hay hãy like và chia sẻ ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn cái nút đăng ký bên cạnh và cái nút chuông để chờ đón những video tiếp theo của mình. Và mình hãy ăn cơm nhé. Đây là ếch chiên, đỗ xào, dưa chuột.